Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì bên em lại về một món hàng quen thuộc, đó là Peugeot. Em xin nhắc lại câu nói quen thuộc của em: đơn vị Auto 88 là một đơn vị bán Peugeot cũ nhiều nhất và uy tín nhất ở trên thị trường Việt Nam. Hôm nay thì em vừa cập bến chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe một chủ từ đầu, mang biển số gốc Vĩnh Phúc. Em vẫn chưa rút hồ sơ đâu ạ, nên là những anh em nào ở Vĩnh Phúc mua con này đúng không phải gọi là hết nước chấm luôn. Đó, xe thì mới chỉ chạy hơn 1 vạn km thôi. Và gia chủ khi lên đời chiếc mẹ thì đã để lại chiếc này cho em. Xe chạy hơn 1 vạn km anh chị nha. Nó nhìn chung là không khác gì một chiếc xe mới cả. Và giá xe bây giờ thì cũng đã quá là mềm mại luôn rồi anh chị ạ. Bản GT này là cái bản cao cấp nhất. Thì xe sẽ được trang bị là kính hai lớp này. Đó, loa Foco này. Cốp điện đá cốp này. Gia chủ đã dán cái loại phim cách nhiệt là 3M Crystal, là cái loại đắt tiền nhất rồi anh chị nhá. Đó. Nói chung là xe về gần như không có một cái gì em phải làm cả vì xe nó quá là mới. Đó, bản GT bản cao cấp nhất. Rất đẹp luôn này anh chị ạ. Peugeot, một chiếc xe nó có thể nói là nó đi trước thời gian so với những chiếc xe khác trong cùng phân khúc crossover 5 chỗ ở thị trường Việt Nam. Nó rất đẹp, nó rất đẹp. Mà giá bây giờ thì lại quá mềm nữa rồi đúng không ạ? Xe này hồi đó gia chủ mua lăn bánh loanh quanh khoảng 1 tỷ tư. Khoảng 1 tỷ tư. Nhưng bây giờ em chào bán giá quá hợp lý luôn. Nhưng mà giá thì em sẽ tiết lộ ở cuối video anh chị nha. Đó, nói chung là nội ngoại thất của xe này thì không khác gì xe mới đâu ạ. Không khác gì xe mới đâu ạ. Thì em cũng không cần phải giới thiệu chi tiết quá nhiều về cái xe Peugeot này vì em đã lên quá nhiều clip rồi. Nội thất của xe thì xe được trang bị da Habana này. Đó, tiếp đến là kính hai lớp này. Rồi là loa Foco này. Đó. Táp ly của chiếc xe thì được bọc da lộn, trông rất là xịn sò và sành điệu. Ngoài ra kết hợp cả da Habana ở đây nữa. Vô lăng GT này. Vô lăng GT này. Màn hình mới cũng rất là to. Đó, đèn nội thất ambient light, rồi là sạc không dây. Cửa sổ trời toàn cảnh. Cốp điện đá cốp. Cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù. Đó, xe vừa về em còn chưa dọn dẹp một chút nào cả, đã lên sóng luôn cho quý anh chị rồi. Đó. Và xe bên em bán ra thì đặc biệt quý anh chị được bảo hành động cơ hộp số trong vòng 1 năm. Và cầm xe đi check test thoải mái, check ở đâu cũng được, ok thì mới về làm hợp đồng với em. Ok, đến cái phần quan trọng nhất là phần giá của chiếc xe đây ạ. Hiện tại chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT, sản xuất và đăng ký năm 2022, một chủ từ đầu, mang biển số Vĩnh Phúc, đó đang được Auto 88 chào bán một mức giá rẻ nhất ở trên thị trường là 1 tỷ 079 triệu đồng. Đó, quý anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình. Và giá này chắc chắn chỉ là giá em giao thôi. Còn khi anh chị đến tận nơi, em sẽ để cho anh chị một cái mức giá tốt nhất và yêu thương nhất anh chị nhé. 1 tỷ 079 triệu đồng thôi ạ, vẫn còn thương lượng được. Bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội, và đặc biệt cam kết thêm cả bộ lọc km zin. Đó, mong là quý anh chị sẽ ủng hộ bên em. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và trở nên niềm vui. Em xin kết thúc video tại đây ạ.